Hello Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay Dung và cameraman và con gái đi tới cái nhà hàng Hà Nội Corner. Đây thì Dung tới cái chi nhánh này á là ở cái khu vực chợ Bét Choi, chợ Việt Thuận á, ở cái góc đằng kia, và cái mặt tiền đường này á là đường Rốt Khớp. Thì buổi chiều hôm nay gia đình Dung không có nấu cơm cho nên Dung đi ra ngoài Dung ăn. Lúc trước á, là Dung ghé bên cái nhà hàng ở trên đường ra đường Rô á, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, cũng mấy năm. Bây giờ Dung ghé vô cái nhà hàng này Dung ăn thử coi nó ngon hơn cái nhà hàng bên kia không ha. Giờ mọi người theo chân Dung đi vô trong ha. Rất là ấn tượng cái phần trang trí của quán, nhìn cái khung cảnh rất là đẹp. Ngồi đây đi ha, bé ngồi đâu con? Đây đây là địa chỉ của cái chi nhánh Hà Nội Corner ở đường Rốt Khớp. Thì cái thực đơn đó, nó rất là nhiều hình ảnh mình nhìn vô. Dung có thấy người dạ, cảm ơn chị. Dung có thấy người Ấn Độ ngồi tuốt cái kia ăn, chắc có thể là người ta ăn quen hoặc là người ta vô đây người ta nhìn theo cái hình ảnh á, người ta order rất là dễ ha. Phía sau Dung á, là một cái bức tranh vẽ rất là đẹp ha. Cái này là khung cảnh phố cổ Hà Nội. À cái tên quán là Hà Nội mà. Hà Nội Corner. Ăn bún bún đậu mắm tôm ha. Bún chả Hà Nội. Con ăn gì con? Đậu mắm tôm. Ở đây á, người ta có rất là nhiều ở đây người ta có rất là nhiều món về mực, về tôm, tôm chiên giòn, tôm hấp, rồi mực chiên giòn, rồi các loại ốc cua, ốc len nè. Có nghêu, sò điệp. Rất là nhiều món ăn. Các loại bún là bún chả Hà Nội, là bún thang nè, bún thịt nướng chả giò, có canh bún bún riêu cua ốc, rồi có bún thái tôm dung hải sản, có bún mực măng khô sườn, bún đậu mắm tôm, thịt luộc chả cốm, có bún cá rau cần thì là Hà Nội, có bún dọc mùng, ở đây cũng có bún dọc mùng nữa ha, bún riêu cua lột Hà Nội. Hến xào bánh đa, rồi bánh cuốn thịt chả nướng Hà Nội. Dung không có mang kiến cho nên đọc nó phải nheo mắt dữ lắm. Cho em hai mẹt bún đậu mắm tôm và một phần bún chả Hà Nội với nước gì con? Dung thấy ở đây người ta trang trí á, người ta để những cái bảng chẳng hạn như đánh dấu những cái hàng ghế, phố hàng ngang, phố hàng bườm, phố hàng bạc. Cảm ơn em. Cái này của cameraman. Cái này là bún chả Hà Nội. Rồi, cảm ơn em. Cái dĩa này dễ thương ha, cái dĩa thay cái mẹt luôn. Đũa đẹp ha. Đũa người ta vót á, rất là láng luôn á. Đây nè, mua ăn chung, ăn chung. Nhung review trước cái này ha, trang trí đẹp chưa, rồi nước à. Rồi cảm ơn chị, nước nước đẹp chưa, rồi bún đậu bún tôm. Dạ, cảm ơn em. Dạ.
một cái phần một cái mẹt bún đậu mắm tôm á, gồm có thịt nè, mắm, thịt luộc nè, rồi cái này chả cốm nè, cái này đậu hũ nè, cái này bún nè, bún người ta người ta nén lại xong người ta cắt ha, bún chả, giờ dùng cho ớt vô. Đây đồ ăn ra cũng nhanh quá ha, con cho ớt không? Nè ớt nè, mắm á, người ta đã bỏ chanh đường, người ta bỏ vô cho mình, người ta ngoáy lên sẵn luôn, nổi bọt lên, người ta vừa nha. Sao chịu nổi? Sao chịu nổi? Thực ra là Dung thích ăn cái bún này hơn nè, nén nén này ăn nó hơi khó cầm lên nó trơn. Dung mời cô chú anh chị ăn bún đậu mắm tôm với Dung nha. Ai ăn mắm tôm được phải nói là tuyệt vời luôn, chua chua ngọt ngọt, không có bị mặn, ngon, đậu rất là giòn, mới xiên xong luôn, giòn lắm, ngon. Ngon cơ. Chả cớm. Giờ tới chả cớm nha. Chả cớm nè. Chả cớm. Thơm. Thơm. Giòn. Chả cơm ngon, giòn ngon. Em không biết ta làm bằng gì luôn á, chỉ có biết là nó thơm ngon thôi. Chắc chắn là có cơm dẹp. Ngon. Cái lì lì có cái chữ hình Hà Nội corner luôn, có hộp é nữa. Cái này trà đào với cam ngon, uống cảm giác thì nó mát, không có ngọt lắm. Được, giờ ăn thử bún chả. Bún người ta luộc là giống như bún tươi vậy, nó ngon. Cái chỗ này ngồi rất là thoải mái, nó rộng rãi mà rất là nhiều bàn luôn. Bên bàn bên kia người ta ăn mì xào giòn kìa, ngon chưa kìa, nhìn hấp dẫn, cái dĩa có bộ hấp dẫn. Rồi luôn, mật vô mời cô chú anh chị. Mà vừa ăn không có mặn, không có ngạt, mặc dù á có chan nước mắm vô nhưng mà không có mặn, rất là ngon, không có khác gì ở Việt Nam lắm. Giờ Dung ăn miếng miếng chả nha. Hồi đó nhà Dung gần sân bay á, đi ra sân bay có 9 phút à, gần sân bay Tân Sơn Nhất á, cho nên cái khu vực sân bay rất là nhiều người Hà Nội bán,
chẳng hạn như bánh đa cua nè, canh bún Hà Nội nè, rồi bún chả Hà Nội. Đặc biệt bún chả Hà Nội dường như là tuần nào nhà Dung cũng ăn hết trơn. Cái chả này á, quả thật là nó không có bằng ở Việt Nam thiệt, không có bằng cái tiệm Vân Anh không anh. Đó, không có bằng đấy. Cái món chả này nè, nó không bằng thôi, nhưng mà so với ở đây thì nó cũng ngon. Mấy năm về trước á, có bạn bạn từ thời nhỏ của Dung ở San Jose qua chơi á, thì có ghé cái Hà Nội, cái quán Hà Nội Corner ở bên bên đường Garden Road. Thì cái diện tích á, cái không gian quán thì nó chật hẹp hơn ở đây. Thì lúc đó mình ăn mình cũng không có để ý lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy ăn về là cũng ok ạ. À, cũng ok lắm. Trang trí cái dĩa dễ thương ha, cái này gọi là cái mâm cái mẹt gì á, nhưng mà rất là dễ thương. Con gái Dung thích ăn chả cớm không con, tí mẹ đưa qua nữa nè. Thế này chả cớm, còn thịt thì mình biết rồi, nhưng mà đặc biệt á là mắm tôm chả cớm, còn mấy cái thịt hay là đậu hũ thì mình biết rồi ha. Lâu lâu mình đổi món, mình ăn bún đậu mắm tôm là tuyệt vời luôn đó. Rất là ngon. Con gái Dung thích mắm tôm ở đây nữa. Bảo là pha ngon. Thịt nè. Ngon. Thực ra một phần á, một người ăn không hết á ha. Thịt cái tô bún chả cũng nhiều, một phần cũng nhiều. Đó là con gái ăn giùm bún, bố ăn giùm mà Nhung cảm thấy no đó. Nếu mà ai ăn ít đó, thì có thể hai người ăn một mẹt á cũng được á. Mình thích cái mắm ở đây nè. Đâu đổi món á, ăn mắm tôm ngon thiệt. Ngon. Mắm tôm á thơm, không có hôi. Không phải là mình ăn được mà mình khen nó thơm, nhưng mà vì quả thật là mắm tôm ở đây này, nó rất là thơm. Rất là thơm, nó không có bị lợn cợn, hoặc là nó không có bị mặn, hoặc là nó không có, cái mùi của nó không có khó. Rất là thơm. Rồi đô đá tới pick up. Ở đây Dung thấy người ta order cũng nhiều lắm. Order đô đá, order mang về rồi ăn tại chỗ. Chỉ có điều cái không gian quán nó quá rộng á, cho nên thấy bàn trống vậy thôi. Nhưng mà thực ra những cái góc vuông vuông đây kìa, những cái góc có gỗ người ta ngồi, phải nói là rất là no luôn. Rồi bên này còn nhiêu đây? Bên này còn nhiêu đây? Bên này còn nhiêu đây? Bên này tại vì có người ăn phụ cho nên hết sạch rồi, còn hai cọng xà lách thôi à. Thịt còn nhiêu đây? Không phải dở đâu, mà phải nói rất là ngon. Nhưng mà tại vì quá no, ăn không nổi nữa. Cô chú anh chị mà thèm cái món bún đậu mắm tôm thì nên tới đây ăn thử. Hà Nội Corner, đó. Cái địa chỉ trên màn hình nè. 12119 Rockhurst Garden Road. Zip code là 92840. Đây người ta... trên cái này á, trên cái bảng có rất là nhiều cái món ăn, phải nói là nhìn cái món ăn nào cũng thèm hết trơn, mặc dù no bụng rồi nhưng mà vẫn thèm luôn á. Rất là ngon. Khách bắt đầu vô lai rai quá trời luôn rồi đó. Nói chung là no, ngon, no quá trời no luôn, no căng bụng rồi.
Thôi video hôm nay Dung xin được kết thúc tại đây ha. Giờ no bụng quá, người ta nói gì căng da bụng trùng da mắt gì đó. Không, căng giờ căng da bụng trùng da mắt. Là mình ăn no là mình mắc ngủ. Thôi giờ Dung cũng xin phép Dung đi về. Tối rồi, ngoài trời kia cũng bắt đầu tối luôn rồi đó. Thôi Dung cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung nha. Để Dung coi chỗ nào hay hay á, cái quán ăn nào mà hay hay á, Dung đi ăn thì Dung quay lại Dung chia sẻ với cô chú anh chị xem cho vui ha. Xin cảm ơn và bye bye, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Hết 65 đồng 25 sen. Tối rồi ha. Cái phía bên kia gà bò vàng á, lúc trước á, là người ta khi mà người ta khai trương á, người ta giảm 50%. Mà cái thời gian đó Dung không có sắp xếp được để Dung ra review. Để bữa nào Dung ghé Dung ăn thử coi làm sao. Đó, cái phở bò vàng bên kia kìa. Rất là nhiều ha. Cái quán Thái kia kìa, Dung cũng muốn review luôn đó. Mà lúc nào nó cũng đông như vậy mà mình quay á, thì trúng cái này người kia. Thôi để canh ngày nào mà người ta vắng vắng á, mời đi tới ăn review ha. Còn cái phía bên bên coi như là sau lưng cái quán Thái là có cái cơm tấm gì ta, Thuận Kiều, Kiều Giang ha. Ờ đó, nói chung cái lốc này cái khu vực này gần nhà Dung có nhiều cái để mà chia sẻ lắm. Để từ từ đi Dung, tại vì người ta cũng đông á, để canh canh lúc nào mà quán nó vắng vắng, cái buổi nào quán vắng vắng thì Dung ăn, Dung review cho mọi người xem ha. Tại vì ở đây phải nói là khi mà mình đi quay phim nó có cái hạn chế là người ta không có thích quay dính người ta nhiều, cho nên mình phải canh cái quán nào mà nó vắng vắng, cái giờ nào vắng vắng giống như đi quay lén. Nhưng mà trước khi quay là phải vô xin phép quán đàng hoàng, người ta đồng ý mình mới quay, còn không thì thôi, chứ mình không có gượng ép, mình không có quay lén. Quay lén có nghĩa là mình không có quay dính người này người kia nhiều. Thôi giờ đi về ha. Bye bye.